Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Tiếp theo series bằng fintech và, và cũng như là cái nội dung liên quan tới quá trình chuyển đổi số thì trong video clip này hai lúa sẽ trình bày cho các bạn liên quan tới việc là chúng ta sẽ xử lý cái bước đầu tiên đó là cái phần quy trình, cái quy trình nghiệp vụ thì đây là một cái khâu rất là quan trọng khi mà các bạn chuyển đổi số. Thì quy trình nghiệp vụ là cái gì quy trình nghiệp vụ là cái trình tự thực hiện hoạt động những cái phương pháp cụ thể để thực hiện công việc thực hiện hoạt động mà quan trọng nhất ở đây là tất cả những cái trình tự này những cái công việc những cái hoạt động này để mà hoàn thành một mục tiêu một mục đích hay là một cái công việc nào đó thì ở đối với cái việc chuyển đổi số này thì các bạn sẽ có một số cái hiểu lầm như sau đầu tiên đó là chúng ta trong quá trình chúng ta làm những cái quy trình những cái nghiệp vụ chúng ta muốn cho nó nhanh chúng ta muốn chuyển đổi số nó thì có nghĩa là chúng ta đi mua phần mềm và hệ thống về để dùng thì như đã nói ở video clip trước thì đây là một cái hiểu lầm rất là tai hại và hiện nay ở Việt Nam thật sự các bạn không biết có bị là chúng ta bị những cái đơn vị bán hàng mà những công ty phần mềm những công ty công nghệ vân vân người ta vì mục đích bán hàng mà người ta không nói rõ những chuyện này và người ta đưa những cái khái niệm gọi là chúng ta chuyển đổi số hiện đại hóa vân vân bằng cách là mua các cái giải pháp phần mềm của họ để mà đưa vào quy trình thì đây là một cái rất là nguy hiểm và các bạn phải bỏ qua những cái quan điểm này nếu như các bạn muốn chuyển đổi số một cách thành công. Thứ hai đó là cái quy trình số tương tự quy trình bình thường. Các bạn nên hiểu là đã chuyển đổi số tức là chúng ta sẽ làm cho mọi thứ nó đơn giản, nó tinh gọn, nó có thể áp dụng những cái công cụ, những cái tiện ích. Chứ không phải là chúng ta không thể nào mà chúng ta áp dụng tương tự cái quy trình bình thường mà được chúng ta phải có một quy trình số chúng ta phải có một quy trình số riêng để mà chúng ta có thể đáp ứng các cái nhu cầu khi mà chúng ta thực hiện công việc online. Cái thứ thứ ba đó là hiệu lực pháp lý. Thì các bạn nên hiểu là ở Việt Nam, ở cái thời điểm làm video clip này, pháp lý liên quan tới chữ ký, liên quan tới con dấu, liên quan tới văn bản hồ sơ giấy tờ, giấy vân vân nó vẫn còn rất là nặng nề dẫn tới là khi mà các bạn thực hiện chuyển đổi số mà các bạn không take care những cái việc đó thì các bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong quá trình các bạn xử lý pháp lý cũng như là các bạn làm việc các bạn làm hợp đồng các bạn này kia các bạn không có bất kỳ một cái hiệu lực nào chúng ta mặc dù có những cái về mặt e contract chẳng hạn nhưng các bạn nên hiểu chúng ta cũng phải có quy trình tương ứng với nó để mà chúng ta có thể đáp ứng được cái chuyện là các cái hợp đồng được ký tá qua các bước được kiểm tra được giám sát được xử lý một cách chặt chẽ rồi cái thứ tư đó là cái một số hiểu lầm là khách hàng đương nhiên thích thú với việc áp dụng công nghệ các bạn nên hiểu là không phải ai cũng hiểu về công nghệ không phải ai cũng thích sử dụng công nghệ và không phải ai có thể sử dụng công nghệ một cách thành thạo cho nên không phải cứ chuyển đổi số là hay chúng ta phải coi coi tùy vào từng đối tượng khách hàng mà chúng ta có những cái yêu cầu phù hợp cũng như là từng độ tuổi khác nhau ví dụ những đứa con nít những đứa trẻ với mà người già chẳng hạn các bạn làm sao người ta có thể thích thú với công nghệ được chỉ có những cái thế hệ thiên những thế hệ trẻ người ta sẽ làm quen với công nghệ nhiều hơn còn có những cái thế hệ thật sự các bạn sẽ thấy là ở thời điểm làm video có rất nhiều cái thế hệ người ta hoàn toàn không ham thích về mặt công nghệ không thoải mái về mặt công nghệ cũng như đó, các bạn nên hiểu đã là công nghệ thì nó sẽ có rất nhiều cái vấn đề rủi ro có rất nhiều mặt trái ví dụ như là bị tiết lộ thông tin cá nhân bị soi mối trên mạng xã hội bị theo dõi vân vân người ta bắt đầu người ta nhận định bắt đầu người ta đã có những cái ý thức về những cái chuyện đó và người ta khá là người ta trẻ né tránh công nghệ đó là một số những cái mà các bạn nên hiểu là không phải các bạn cứ thích chuyển đổi số thì đương nhiên khách hàng sẽ thích các bạn phải có cái sự cân bằng giữa khách hàng và chính bản thân cái nhu cầu của công ty để mà giúp cho mọi người có thể kinh doanh một cách dễ dàng chứ không phải cứ hơi chút chuyển đổi số là show off nó ra là coi như nó hay thực sự các bạn phải rất là cẩn thận về cái chuyện này quay lại cái việc mà chúng ta phân tích quy trình chuyển đổi quy trình chuyển đổi số các cái quy trình các cái công việc các business process thì các bạn sẽ cần bốn cái yếu tố chính đó là thứ nhất là chiến lược thực hiện tức là các bạn thấy là chiến lược là như sao nói tới chiến lược không phải là cái gì ghê gớm đâu nói nói tới chiến lược là chúng ta cần phải làm cái gì bắt đầu từ đâu định hướng như thế nào cái mục tiêu cái mong muốn của chúng ta như thế nào cái đó là chiến lược chứ không phải chiến lược là các bạn nghe cái gì đó ghê gớm cái gì hai level cái gì tầm nhìn xa vời vợi không có đâu chiến lược là cái cách mình đi cái cách mình đánh kiến trúc doanh nghiệp kiến trúc doanh nghiệp là một cái yếu tố mà chúng ta cần phải rất là quan tâm khi mà các bạn thực hiện chuyển đổi số tại vì đã là một cái chuyển đổi số thì đòi hỏi một kiến trúc doanh nghiệp nó tinh gọn nó đơn giản nó có nhiều cái đúc gọn chứ không phải là một cái kiến trúc doanh nghiệp phức tạp rồi chúng ta áp dụng phần mềm áp dụng hệ thống vào rồi chúng ta kêu chuyển đổi số gì như vậy sẽ làm cho mọi thứ nó đã làm bình thường đã rối rồi bỏ chỉ đổi số vào nó còn rối hơn nữa chẳng ít nghĩa gì cả và lúc đó kêu là chuyện đổi số thất bại quy trình nghiệp vụ business process tất cả mọi thứ trong công việc của các bạn đều có các quy trình ví dụ như là quy trình tuyển dụng quy trình thanh toán quy trình xét duyệt sản phẩm quy trình bán hàng vân vân rất là nhiều quy trình nghiệp vụ thì chúng ta phải xem xét coi cái nào chuyển đổi cái nào không chuyển đổi cái nào phát triển số được cái nào từ từ hãy phát triển chúng ta phải đặt thứ tự ưu tiên và những yếu tố liên quan tới vận hành về chăm sóc khách hàng về tra soát đối soát về kế toán về hành chính về uh, các cái khâu xử lý vận hành vân vân rất là nhiều cái các bạn kiểm tra lại coi có số được ví dụ như các bạn kê bảo vệ bảo vệ số bảo vệ kiểu gì hoặc là các bạn uh, những cái liên quan tới việc là uh, mua sắm trang thiết bị những cái liên quan tới việc sửa chữa liên quan tới việc vận hành về hệ thống công nghệ thông tin ví dụ như vậy những cái đó nó không thể nào chuyển đổi số được còn nếu như chuyển đổi số được thì nó cũng chỉ ở mức độ nào đó về mặt quản lý, về mặt công việc thôi. Chứ còn cái công việc đó chúng ta phải có tính chất của con người xử lý. Để mà vận hành một cái hệ thống doanh nghiệp số e-business thì chúng ta cũng phải có một team vận hành cái hệ thống đó. Chúng ta cũng phải có người trực, cũng người kiểm tra, người đối kiểm giám sát, người hướng dẫn, help desk, rồi operation, rất là nhiều thứ nên các bạn thấy là chuyển đổi số nó không phải là một cái công việc đơn giản mà nó đòi hỏi một cái sự thống nhất từ đầu chí cuối một cái sự thống nhất từ trên xuống dưới tất cả các quy trình tất cả các hành động để mà chúng ta có trở thành một cái doanh nghiệp số e business và các bạn thấy từ đó khẳng định một điều là không phải là các bạn mua phần mềm mua hệ thống mua này kia về là các bạn gọi là chuyển đổi số cái đó rất sai lầm các cái bước thực hiện như thế nào các cái bước thực hiện đầu tiên là chúng ta phải xác định các stakeholder các bên liên quan từ cấp trên tới cấp dưới từ top down tới bottom up. Top down là sao? Top down là từ hội đồng quản trị xuống ban tổng giám đốc xuống từng cái middle management level cho tới các cái nhân các bộ nhân viên. Là có các cái thành phần nào, các cái bộ phận nào, các cái công việc nào, các cái nhân sự nào vân mỗi người người ta có những cái mong muốn và những cái nhu cầu gì về mặt công việc bottom up chúng ta đi từ nhân viên đi lên là chúng ta có thể đi từ là từng cán bộ nhân viên người ta sẽ có các tính chất công việc như thế nào chúng ta xử lý số ra sao đặt thứ tự ưu tiên như các bạn thấy là ở slide trước chúng ta thấy là để đặt thứ tự ưu tiên chúng ta phải căn cứ vào từng cái hạng mục không phải cái gì mà chúng ta cũng chuyển đổi số và cái gì quan trọng nhất và cái gì không quan trọng nhất chúng ta phải tính toán một cách rõ ràng để mà chúng ta xác định rõ được là chúng ta sẽ đi từ hạng mục nào chúng ta có thể đi từ những cái hạng mục đơn giản ví dụ như là những cái công việc liên quan tới nhân sự mình có thể nói thật sự nhân sự là một trong những cái nghiệp vụ nó đơn giản và nó có quy trình rõ ràng nhất so với các cái nghiệp vụ bình thường tiếp theo là có những cái dịch vụ liên quan tới việc là chúng ta chuyển đổi quy trình bán hàng chúng ta có thể số hóa hơn và đặc biệt trong cái mùa covid chúng ta sẽ có thể là chúng ta phải phát triển những cái yếu tố liên quan tới việc là chúng ta phải bán hàng online thực hiện và xử lý các kinh doanh trực tuyến đó chúng ta có thể ưu tiên những cái đó. Rồi tiếp theo là những cái quy trình vận hành khác vân vân. Quy trình yêu cầu với quy trí hợp đồng, quy trình tá trình ký rất rất là nhiều cái thứ tự ưu tiên khác nhau mà chúng ta cần phải xử lý. Kiểm tra các cái use case của từng đối tượng thì ở đây chúng ta đã có mục tiêu, chúng ta có có từng đối tượng các hội nhân viên, chúng ta đã có thứ tự ưu tiên vân vân, chúng ta phải coi mỗi cái use case. Use case chúng ta sẽ có những cái quy trình nào, những cái hoạt động nào phân tích quy trình xử lý hiện hữu nắm các cái điểm đòi hỏi các yếu tố pháp lý nữa các bạn nên quan tâm là tất cả mọi thứ chúng ta đều có ký tá hồ sơ giấy tờ rồi cho tới đóng dấu rồi cho tới lưu trữ hồ sơ văn thư vân vân tất cả những yếu tố đó đều phải có pháp lý Và các bạn thường là rất coi thường hay là quên đi cái yếu tố pháp lý này mà sau khi các bạn làm ao ao chuyển đổi số cực kỳ ao ao luôn rồi cuối cùng là các bạn bị fail yếu tố pháp lý là cuối cùng là phải làm lại từ đầu hoặc là phải mất thời gian đi xin giấy phép đi yêu cầu hoặc là những mất thời gian nói chuyện là kiểm tra hỏi ngân uh, hỏi các cái cơ quan nhà nước liên quan tới pháp luật và cuối cùng là cái yếu tố liên quan đến lấy khách hàng là trọng tâm các bạn chuyển đổi số như thế nào không biết các bạn không được làm ảnh hưởng tới việc là các cái liên quan tới khách hàng liên quan tới bán hàng liên quan tới chăm sóc khách hàng liên quan tới xử lý nghiệp vụ cho khách hàng mà các bạn chuyển đổi số các bạn làm ảnh hưởng làm cho nó khách hàng nó cảm thấy rối rắm đi quy trình làm khá đắm hơn, khách hàng cảm thấy chờ lâu hơn, vân vân, thì đó là những cái mà chúng ta phải rất lưu ý. Chúng ta không phải vì lợi ích của bản thân chúng ta, chúng ta không thể nào mà vì chúng ta show off là tôi chuyển đổi số công ty là đương nhiên tôi giỏi, là đương nhiên tôi hay, rồi cuối cùng khách hàng là cuối cùng là người chịu lợi nhất và cuối cùng khách hàng nhìn vào khi mà sử dụng dịch vụ của các bạn, chẳng thấy có chuyển đổi số, chẳng thấy có cái gì hay ho hơn hết mà còn mệt mỏi hơn thì khách hàng chắc chắn sẽ quay lưng với các bạn. Một số cái yếu tố cản trở mà làm cho cái việc chuyển đổi số thất bại đối với những cái phần quy trình này cái đầu tiên là chưa xây dựng được cơ cấu tổ chức các bạn thấy thực sự có rất là nhiều cái cơ cấu tổ chức mà mình thấy cảm thấy rất là rối rắm cái này sọ cái kia rồi người này không rõ công việc của người kia rồi đụng chạm qua lại đủ thứ trên trời đất nó tạo nên một cái sự cực kỳ rối rắm đã là một cái hệ thống số như mình đã nói ở các video là về toán mà đã toán thì nó phải có logic có thứ tự có lớp rang rõ ràng có trách nhiệm rõ ràng có quy trình rõ ràng cho nên cái việc mà xây dựng cơ cấu tổ chức rõ ràng nè, cũng như là doanh nghiệp mà cũng chưa chuẩn quy trình nữa là không là chắc chắn là chuyển đổi số thất bại. Cho nên cái này á cái cái phần mà xây dựng doanh nghiệp chưa chuẩn chỉnh quy trình thì các bạn có thể áp dụng ví dụ như là ISO 9001. Ở thời điểm làm video clip là ISO 9001 phiên bản 2015. Đó thì các bạn thấy là những cái đó nó sẽ giúp cho cái công ty của các bạn nó chuẩn chỉnh, nó có rõ ràng thứ tự lớp lên chứ nếu không là các bạn không có xây dựng cơ cấu tổ chức rõ ràng, không có quy trình phối hợp phòng ban, phối hợp uh, giữa các cái nhân sự khác nhau, rồi quy trình để mà thể hiện rõ trách nhiệm rõ ràng của từng người, từng người á, không có cụ thể, không có specific á, thì chắc chắn các bạn sẽ chuyển đổi số thất bại. Tại vì đã là digital thì nó là toán học, mà đã toán học thì nó phải rõ ràng, nó phải ok. Rồi tiếp theo là chưa hiểu rõ nhu cầu cốt lõi, à, chưa hiểu rõ nhu cầu cốt lõi là sao, cuối cùng là chuyển đổi số để làm cái gì? chuyển đổi số là chúng ta phải là làm cho mọi thứ nó đơn giản nó rõ ràng phục chuyển đổi số để phục vụ kinh doanh chuyển đổi số để mà phục vụ công việc ở trong cái mùa dịch covid ví dụ như vậy là chuyển đổi số để mà gia tăng hiệu suất gia tăng năng suất vân vân chúng ta phải hiểu rõ nhu cầu chúng ta chứ không phải chuyển đổi số là vì chúng ta theo trend theo xu hướng cái đó là sai rồi trong trường hợp mà các bạn không rõ không định hướng như thế nào thì các bạn có thể tham khảo thêm tư vấn nhiều bên các bạn có thể tham khảo tư vấn từ các công ty chuyên môn ví dụ như là McKinsey ví dụ như là BCG tham khảo cả những người có kinh nghiệm về chuyển đổi số tại vì thật sự nói thẳng với các bạn đôi khi các công ty tư vấn họ không có ở trong họ không có ở bên trong công ty của các bạn chưa chắc gì cái tư vấn của họ đưa ra là đúng cho nên là các bạn phải có cái sự đa chiều hơn về góc độ tư vấn để mà thu thập những cái ý kiến của nhiều bên với những cái trình độ khác nhau và đặc biệt các bạn đừng có coi thường những người mà không có kinh nghiệm những người không ví dụ người lớn tuổi người già không có kinh nghiệm về mặt technical không có sự giải bán về mặt công nghệ bạn các bạn nên hiểu là chúng ta chuyển đổi số chúng ta phát triển là để phục vụ cho đại đa số cán bộ nhân viên đại đa số người dùng đại đa số khách hàng chứ không phải là các bạn chỉ focus vào cái chuyện là chúng ta chỉ ai sử dụng công nghệ thì người ta mới sử dụng được như vậy. Chính bản thân các bạn đang tự làm thu hẹp phạm vi kinh doanh của các bạn. Tất cả mọi đối tượng đều phải tham khảo, đặc biệt là những đối tượng mà có cái thể hiện cái sự yếu về mặt công nghệ. Không rành về mặt công nghệ, họ mới là những người đánh giá mang tính công tâm nhất về cái khả năng thành công của các bạn, tại vì bạn làm tốt thì bất kỳ đối tượng nào người ta cũng có thể sử dụng được. Chứ không phải là các bạn cứ quan tâm bắt người ta làm theo đúng cái flow Hoặc là bắt người ta làm theo đúng cái yêu cầu Hoặc là chỉ cho người trẻ làm Như vậy rất là kỳ Các bạn nên hiểu chúng ta phải có một cái sự đại đa số Chứ không phải chỉ quan tâm tới việc là chúng ta chỉ biết là các công ty chuyên nghiệp Các công ty này kia Mình cảm thấy rất nhiều công ty rất là thiếu cái sự họ đòi uh, thu thập ý kiến Góp ý, thu trung, uh, trưng cầu dân ý Từ đại đa số các bộ nhân viên mà chỉ quan tâm tới việc là thích chuyển đổi số rồi nhờ các công ty chuyên tách nhờ các công ty công nghệ rồi tư vấn và làm mà không quan tâm tới việc là cái trải nghiệm người dùng như thế nào và cuối cùng là các bạn cần phải ứng dụng các cái kỹ thuật của ba business analysis thì các bạn thấy nè ba nó đâu phải chỉ đơn thuần nó nằm gọn trong những cái việc là icba rồi phân tích là phần mềm đâu ba là một cái khái niệm rất là rộng mà nó có lịch sử ngàn một ngàn năm rồi cả ngàn năm rồi cho nên là các bạn nên hiểu là các cái kỹ thuật của ba nó giúp cho chúng ta phân tích vấn đề cực kỳ hay ho cực kỳ rõ ràng và một trong những cái mà mình khuyến khích các bạn đó là chúng ta hãy học kỹ các cái kỹ thuật của ba nói chung à, các bạn IT itba thì ok rồi nhưng các bạn cần học kỹ các cái kỹ thuật ba chung quy để mà chúng ta có một cái hình dung rõ ràng về mặt chiến lược về mặt hướng đi khi mà các bạn chuyển đổi số thì tóm lại qua cái video clip này mình muốn nói cái điều gì mình muốn nói về khi mà các bạn làm thì chúng ta phải đi từ gốc chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta mua phần mềm mua hệ thống về chúng ta áp và chúng ta sử dụng mà chúng ta kêu là chúng ta chuyển đổi số. Làm như vậy chắc chắn là sẽ bị gãy nguyên một cái chuỗi hoặc à, công việc nguyên một cái chuỗi cung ứng công việc trong các công ty của các bạn. Cho nên các bạn phải lưu ý là chúng ta phải theo dõi là thứ nhất phải coi lại coi cái cơ cấu tổ chức của mình có ok có chuẩn chỉnh chưa, cái quy trình nghiệp vụ của từng bên từng phòng ban từng khối từng chi tiết từng nhân viên nó có ok hay chưa? tất cả những cái đó nó phải gộp lại một thành một hệ thống nhất một cái sự logic một cái sự lớp lan bởi vì chuyển đổi số kỹ thuật số đó là toán học cho nên là các bạn phải có logic phải có thứ tự lấp lan phải có cái sự rõ ràng cụ thể chứ không có mơ hồ mà công việc mơ hồ mà trách nhiệm như vậy các bạn sẽ rất là khó khi mà các bạn chuyển đổi số hy vọng qua video clip này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các cái yêu cầu ban đầu khi mà các bạn chuyển đổi số hai lúa chào các bạn chúc các bạn thành công